Em xin chào tất cả bà con mình nha. Em hôm nay quay lại với trại là bà Dịch. Mình hôm nay là được 33 ngày tuổi. Đây, bây giờ là cũng là 21 giờ. Thì em sẵn tiện để em quay cũng giải đáp một số thắc mắc thôi, khi bà con chăn nuôi cũng có hỏi em tại sao quy trình vaccine một số trại á, là giữa các trại với nhau nó lại khác nhau. Thì em cũng chia sẻ như này, thì vaccine á, thì mình làm á, thì sẽ có những cái mũi cơ bản là mình phải làm, đó là như là viêm gan là thứ nhất, thứ hai là dịch tả, hiện tại là thứ ba là nó có cái tem, và thứ tư là cái cúm đó. Thì có những trại không làm tem, cũng có những trại phải làm tem, có những trại làm cúm và có những trại cũng không làm vaccine cúm. Tại vì mình cũng phải theo cái, tùy theo cái dịch tễ từng khu vực trại và theo thời tiết giao mùa của từng tháng đó. Có những trại hầu như làm full vaccine luôn, viêm gan có, rụt mỏ có, sơ cô có, cúm có, bại huyết có, tụ huyết trùng có, hầu như là có những mũi là lặp lại hai lần luôn. Nhưng mà tại sao là vaccine một lần hai lần mà trên đàn vật nuôi mình nó vẫn xảy ra dịch bệnh? Thì bà con phải hiểu là vaccine á, là tiêm vào là sẽ tạo kháng thể để kháng lại cái mầm bệnh. Nếu mà xảy ra dịch bệnh á, thì những con mà nó có kháng thể là nó sẽ chống lại được mầm bệnh. Nhưng mà mình một khi mình tiêm vaccine á, thì tỷ lệ tạo kháng thể á, thế từ 75 đến 90 hoặc là 92-93%, nó không bao giờ đạt tuyệt đối được 100%. Cái thứ hai là những mầm bệnh, một số mầm bệnh, một số nguồn bệnh á, là nó có rất là nhiều chủng, mà trong khi cái vaccine mình làm á, thì nó sẽ thuộc một cái chủng nào đó nhất định. Nhưng mà cái chủng mà nó ba đang nổ ra tại cái trại của mình, nó là sẽ là một cái chủng khác đó. Nên thật ra giống như đơn giản em nói là vaccine bại huyết, tại sao nhiều trại thì vẫn làm mà nó vẫn nổ ra bình thường? Thì sự ra cái chủng mà mình tiêm vaccine vào đó, nó là cái chủng A đi, còn mà cái chủng nó đang hiện hữu đang xảy ra nó lại chủng B, chủng C, chủng D gì đó, thậm chí có thể là hiện hữu xảy ra lên 2-3 chủng trên một đàn luôn cũng có. Nên là mình tiêm thì nó cũng sẽ tạo được kháng thể và cái sức đề kháng của cái đàn vịt của mình. Không những mình cũng không có nên chủ quan là tiêm vaccine là đàn vịt mình nó khỏe mạnh, nó còn phải phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc, rồi nhiều yếu tố như là môi trường đó, rồi cách chăm sóc, điều kiện thời tiết giữa ngày và đêm mình phải theo dõi. Còn thuốc men thì thực sự ra những dòng kháng sinh, nếu mà con chăn nuôi thì mình phải làm kháng sinh đồ để kiểm tra xem trên đàn vật nuôi của mình nó sẽ kháng và không kháng với những dòng thuốc nào thì mình sẽ xài và sử dụng cho hiệu quả. Chứ như khi cái đàn vật nuôi mình nó đang kháng cái dòng đó thì mà mình xài thì nó không có tác dụng hết đó, mà tốn tiền mình á. Có những đàn nuôi thực sự em nói bà con là từ ngày nuôi cho tới ngày xuất không có dùng một lọ kháng sinh hết, chỉ dùng men bổ trợ thế thôi. Thì do họ là chăm sóc tốt nè, điều kiện môi trường tốt nè,